Xin được kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ sáu ngày 23 tháng 6 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con. Quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số lượng sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang giảm nha quý bà con. 1-2 ngày trở lại đây thì giá thanh long đang có chiều hướng đang giảm liên tục, đặc biệt là thanh long ruột đỏ thì giảm khá là mạnh so với tuần trước. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp lỗ 1 đang động giá từ 25 đến 27 ngàn, lỗ 2 đang động giá từ 20 ngàn đến 21 ngàn, lỗ 3 đang động giá từ 15 đến 16 ngàn, còn lợi 4 thì đang đóng giá từ 10.000 đến 11.000. Hàng giá của thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì đang đóng giá từ 6.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống như các nơi là từ 1 đến 2.000. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang đóng giá từ 14.000 đến 16.000, còn hàng sạc đang đóng giá từ 12.000 đến 14.000. Cũng tùy theo từng nơi. Hàng giá của thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì đang từ 4.000 đến 5.000. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang nằm giá từ 14.000, 15.000, 16.000. Bò sàn thì 12.000, 13.000, 14.000. Hàng huyết hiện nay thì đang nằm giá từ 16.000 đến 17.000. Tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá cũng đang có chiều hướng đang giảm khá là mạnh. Long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì hàng lỗ 1 đang đóng trong từ 25 đến 26.000, lỗ 2 thì đang đóng trong từ 20 đến 21.000, lỗ 3 đang đóng trong từ 15 đến 16.000. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì hàng giạc đang đóng giá động từ 6.000. Tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, may mắn và thành công.